Hay chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập phần ôn tập kiểm tra cuối kỳ với chủ đề đó là quần thể sinh vật. Đây chủ đề này chúng ta sẽ học hai phần. Thứ nhất đó là quần thể tự thụ, quần thể tự phối. Quần thể tự phối nếu như ở thực vật thì ta gọi là tự thụ phấn, ở động vật ta gọi là giao phối gần. Trường hợp thứ hai đó là quần thể giao phối, quần thể ngẫu phối. À, ta gọi là giao phối tự do và ngẫu nhiên. Từng phần sẽ có những cái bài tập cụ thể như thế này, chúng ta cùng tham khảo. Đối với trường hợp thứ nhất là quần thể tự phối, đề sẽ cho chúng ta cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu 0,2 a lớn a lớn, 0,6 a lớn a nhỏ, 0,2 a nhỏ a nhỏ bằng 1. Đây ta cho cấu trúc di truyền của từng kiểu gen, số lượng cá thể, số tỷ lệ của từng kiểu gen rất cụ thể. Và sau hai thế hệ tự phối, tức là n lúc này bằng 2, hỏi cấu trúc di truyền sẽ như thế nào. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng cái công thức, chúng ta nhận thấy bốn đáp án a lớn a nhỏ nó khác nhau, cho nên chúng ta chỉ cần tìm một bước là nó sẽ ra, qua một bước một là ra kết quả. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ tính a lớn a nhỏ bằng công thức 1/2 lũy thừa n nhân cho số kiểu gen dị hợp ban đầu là 0,6, 1/2 tất cả lũy thừa n nhân 0,6, n đề cho là 2, chúng ta thế vào thì tính ra kết quả 0,15. Chúng ta nhận thấy chỉ có đáp B mà là đáp án chính xác. Thứ hai chúng ta sẽ thấy đề sẽ không cho a lớn a lớn, không cho a nhỏ mà tất cả đều là a lớn a nhỏ, thì điều đó có nghĩa là a lớn và a nhỏ bằng 0. Sau hai thế hệ tự phối, tức là n bằng 2, đây là bài tập tự phối ha, thì chúng ta tính cũng tương tự như vậy, nhưng chỗ nào có a lớn thì chúng ta thế vô bằng 0, chỗ nào có a nhỏ thì chúng ta thế vô bằng 0. Dạng bài tập thứ ba, chúng ta thấy đề cho viết đi a nhỏ thì tương tự như vậy, điều đó cũng có nghĩa là a nhỏ bằng 0. Sau hai thế hệ ở đây n cũng bằng 2. Bài tập thứ tư, bài tập này chúng ta lưu ý những cái chữ màu xanh, đề cũng cho cấu trúc di truyền thông thường chúng ta thường gặp. Và đây là cái cấu trúc di truyền ở thế hệ F1, lưu ý là ở thế hệ F1 chứ không phải là thế hệ B. Và người ta yêu cầu là xác định cấu trúc di truyền ở thế hệ F3. Thế hệ F3. Như vậy chỗ này n lúc này không phải bằng 3 mà n chính là bằng 2. Bởi vì từ F1 đến F3 tức là hai thế hệ. Hay là cách để chúng ta xác định nhanh, chúng ta lấy 3 trừ cho 1 thì nó ra 2. Thông thường chúng ta sẽ gặp thế hệ xuất phát ở đây là B. B tức là F0. Cho nên nếu tính F ta cho là B mà tính F3 thì 3 trừ 0 thì nó sẽ ra 3. Còn ở đây đề cho là F1, kêu tính F3 thì lấy 3 trừ cho 1 thì nó ra bằng 2, tức là n ở đây là bằng 2. Rồi, cái cách tính thì còn lại tương tự những bài trên. Đối với bài số 5 này, chúng ta thấy cái đặc biệt ở chỗ đề sẽ không cho cấu trúc di truyền quần thể ban đầu mà cho số lượng cá thể mang từng kiểu gen. Cũng cho n bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ tính như thế nào? Đầu tiên hết, chúng ta sẽ tính tỷ lệ cá thể, chúng ta sẽ tính tỷ lệ từng kiểu gen một bằng cách là chúng ta sẽ tính tổng số cá thể trước. Cái cách tính tỷ lệ từng kiểu gen, chúng ta sẽ lấy số cá thể của kiểu gen đó chia cho tổng số cá thể của quần thể này. Như vậy tổng số cá thể chúng ta tính bằng, chúng ta sẽ lấy 60 cá thể cộng cho 40 của a lớn, 100 của a nhỏ sẽ ra tổng số cá thể của quần thể được 200. Rồi sau đó chúng ta sẽ tính tỷ lệ kiểu gen của từng kiểu gen, chẳng hạn như a lớn thì chúng ta sẽ lấy số cá thể mang kiểu gen a lớn chia cho tổng số cá thể quần thể thì được 0,3. Tương tự vậy chúng ta sẽ tính được a lớn a nhỏ, chúng ta sẽ tính được a nhỏ. Đây là cấu trúc di truyền của quần thể. Thay vì ban đầu không cho, chúng ta phải qua một bước là chúng ta sẽ tính ra cấu trúc di truyền của quần thể là 0,3, 0,2, 0,5. Rồi chúng ta sẽ làm tương tự như cách giải ở phía trên, chúng ta sẽ được cái cấu trúc di truyền sau hai thế hệ tự phối sẽ là, chúng ta nhận thấy ban đầu a lớn a nhỏ là 0,2, sau hai thế hệ tự phối nó còn 0,05, tức là giảm đi. A lớn là 0,3, sau hai thế hệ nó là 0,375 tăng lên. Tương tự như vậy a nhỏ nhỏ 0,5, giờ là 0,575 là tăng lên. Do đó cấu trúc di truyền của quần thể tự phối nó có đặc điểm đó là dị hợp sẽ giảm, đồng hợp sẽ tăng. Đây bài số 6, chúng ta cũng thường gặp như thế này, để cho cấu trúc di truyền quần thể ban đầu bình thường như vậy. Nếu như chúng ta ghi dấu hai chấm ở đây thì không có dấu bằng 1, còn nếu như ghi dấu cộng thì phải ghi bằng 1 ở đây. Rồi đề cho biết, chúng ta nhìn cái hàng chữ màu xanh, chúng ta để ý quá trình chọn lọc đã đào thải tất cả các kiểu hình lặn đi, cho nên chúng ta không sử dụng cái cấu trúc di truyền của thế hệ B này ta tính, mà chúng ta phải viết lại.
bởi vì cá thể nhỏ nhỏ nó đã bị đào thải đi rồi, cho nên nó sẽ không tham gia quá trình tự thụ được. Chúng ta sẽ tính như thế nào? Ta cứ bỏ nó đi, chúng ta sẽ tính lại bằng cách là lấy số cá thể, tỷ lệ kiểu gen A lớn chia tổng số cá thể này. Đó là tổng số cá thể còn lại. Tổng số còn lại là 0,45 cộng 0,3, cụ thể như thế này. Đây. A lớn A nhỏ thì chúng ta lấy 0,3 chia cho tổng số. Chúng ta tính ra được là 0,6 A lớn, 0,4 A lớn A nhỏ. Chúng ta sẽ lấy cấu trúc di truyền này để chúng ta tính, chứ không ta không lấy cái ban đầu này. Lý do là đời đã cho chúng ta là đào thải nhỏ nhỏ đi hết rồi, cho nên chúng ta gạch bỏ đi. Rồi sau đó chúng ta tính lại cách này. Sau khi tính lại được rồi chúng ta mới bắt đầu làm. Cho nên các em lưu ý bài số 5 và bài số 6 này. Đối với bài số 6 này thì đào thải thì chúng ta sẽ bỏ nó đi rồi chúng ta tính lại. Khi lúc này nó trở về cấu trúc ban đầu bình thường thì chúng ta sẽ làm bình thường. Chúng ta tính ở thế hệ F1 lúc này N bằng 1 ha. Chúng ta sẽ xác định cấu trúc di truyền quần thể ở thế hệ F1 là như vậy. Chúng ta qua phần thứ hai, đó là quần thể ngẫu phối. Trong quần thể ngẫu phối này, bài tập thứ nhất đề cho cấu trúc di truyền quần thể ngẫu phối như thế này, yêu cầu xác định tần số tương đối các allele. Chúng ta thấy quần thể này có hai allele, đó là A lớn và A nhỏ. Thì cách xác định khá dễ ha, chúng ta tính A lớn bằng cách chúng ta lấy số tỷ lệ kiểu gen A lớn là 0,2 cộng cho dị hợp là A lớn A nhỏ chia 2. Đây, cộng cho dị hợp chia 2. Tức là bằng 0,5. Rồi, chúng ta tìm A nhỏ bằng cách lấy 1 trừ A lớn là ra. Bài số 2. Bài này chúng ta thấy đề cho biết là bệnh bạch tạng này là do gen D nhỏ nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Và ở trạng thái cân bằng thì người bạch tạng chiếm tỷ lệ 0,04%. Khi xác định cấu trúc di truyền của quần thể nói trên thì đầu tiên chúng ta cũng phải tính tần số tương đối của allele D lớn và D nhỏ. Như vậy thì người bạch tạng, kiểu hình bạch tạng, biết được kiểu hình bạch tạng, ta sẽ suy ra kiểu gen bạch tạng là A nhỏ, D nhỏ, D nhỏ. Đề cho là D nhỏ sẽ bằng 0,04. Có D nhỏ rồi chúng ta sẽ tìm được phi. D nhỏ tức là phi bình phương 0,04%. Chúng ta lấy căn ra sẽ được phi. Áp dụng công thức B cộng phi bằng 1, chúng ta sẽ tìm được B là 0,98. Rồi chúng ta sẽ áp dụng, chúng ta sẽ viết cái cấu trúc di truyền quần thể dựa vào công thức B bình phương cộng 2B phi cộng phi bình phương sẽ ra được cấu trúc di truyền theo đề bài yêu cầu. Chúng ta nhận xét hai bài này cũng là tìm tần số tương đối A lớn A nhỏ, nhưng cái đề bài khác nhau thì chúng ta sẽ dựa theo đề bài mà chúng ta tính. Cái câu trên thì khá dễ dàng bởi vì ta cho sẵn cái cấu trúc di truyền quần thể, chúng ta áp dụng công thức x cộng y chia 2 là ra. Còn đối với trường hợp bài số 2 thì chúng ta sẽ dựa kiểu hình bạch tạng, suy ra kiểu gen bạch tạng. Rồi suy ra tần số, có tần số phi chúng ta sẽ suy ra tần số b, áp dụng công thức b cộng phi bằng 1. Đối với bài này nó có đặc biệt là đề cho chọi lặng không hoàn toàn. Chọi lặng không hoàn toàn, xác định kiểu hình chọi. Như vậy cái hình chọi ở đây sẽ mang kiểu gen là A lớn. Do đó trước hết chúng ta phải tính tỷ lệ tần số A lớn và tần số A nhỏ. Cách tính tần số A lớn, A nhỏ, B khuy thì chúng ta tính thông thường giống như trên. Cái điều đặc biệt ở đây là chọi lặng không hoàn toàn, cho nên cái kiểu hình chọi sẽ là A lớn, chứ không phải là A lớn và A lớn A nhỏ. Bởi vì cái kiểu gen A lớn A nhỏ, kiểu gen này nó sẽ mang kiểu hình trung gian. Ví dụ như A lớn quy định màu đỏ, A nhỏ quy định màu trắng, thì cái kiểu hình trung gian là A lớn A nhỏ sẽ là kiểu hình màu hồng. Bài tiếp theo, bài này đề cho tổng số cá thể, kêu tìm số lượng cá thể A lớn A nhỏ. Nên chúng ta phải tính tỷ lệ A lớn A nhỏ là bao nhiêu, rồi sau đó nhân tổng số cá thể là nó sẽ ra kết quả. Vì tỷ lệ kiểu gen A lớn A nhỏ chúng ta lưu ý dị hợp là chúng ta phải nhân cho 2. A lớn A nhỏ sẽ bằng 2 lần BQ. Chúng ta tìm được 0,42. Sau đó chúng ta lấy 0,42 này nhân tổng số cá thể ban đầu thì nó sẽ ra được tổng số cá thể của A lớn A nhỏ là 126. Đối với bài số 5 này chúng ta để ý đề kêu xác định quần thể này có đạt trạng thái cân bằng hay chưa. Hay đối cụ thể bài này thì quần thể nào đã đạt trạng thái cân bằng. Thì cách tính thông thường chúng ta sẽ tính B phi của từng quần thể, sau đó chúng ta sẽ thấy vào công thức cân bằng. Nếu như cấu trúc di truyền của nó giống như cấu trúc di truyền quần thể ban đầu thì điều đó chứng tỏ quần thể ban đầu đã cân bằng. Còn nếu như nó khác thì chứng tỏ quần thể không cân bằng. Nhưng đối với cách làm như vậy thì chúng ta sẽ làm cả 4 cái quần thể này thì nó khá lâu. Đối với trắc nghiệm thì chúng ta sử dụng cách tính nhanh bằng cách các em cứ việc lấy căn của A lớn
cộng cho căn của a nhỏ nhỏ. Nếu như nó bằng 1 thì nó cân bằng, còn nếu như nó khác 1 thì nó sẽ không cân bằng. Chúng ta thử vào thì chúng ta thấy đáp án A là chúng ta thấy là nó bằng 1 thì nó cân bằng. Chúng ta lưu ý một điều là nó sẽ bằng 1 luôn chứ chúng ta không làm tròn. Ví dụ như 1,0 mấy mấy đó thì nó cũng không cân bằng các em. Rồi. Đó là hai dạng bài tập quần thể tự phối và ngẫu phối. Các em cứ xem tới xem lui để chúng ta tiếp tục dạng này. Về tỷ lệ của phần quần thể thì nó chiếm khoảng 8 đến 10 câu trong cái đề thi. Các em lưu ý này.